Tôi đã nuôi chó sinh sản cũng là tương đối nhiều rồi. Những con nào vừa đẻ ra chỉ hôm trước hôm sau hoặc thậm chí vừa đẻ ra mình đã biết con nào là con khỏe mạnh rồi. Đấy. Còn và thông minh. Đảm bảo thông minh thì ngày qua một ngày đầu đến ngày thứ hai là mình cũng đã tương đối biết được con nào là những con nhanh nhẹn và những con khôn ngoan thông minh rồi. Vì sao? Rồi, xin chào các bạn nha. Xin chào các bạn đã ghé thăm kênh của Hùng. Và lời đầu tiên cho Hùng xin chúc các bạn và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an và thành đạt. Và trong cái video clip ngày hôm nay thì Hùng lại muốn chia sẻ một cái kinh nghiệm cũng như kiến thức của Hùng và cách chọn một con chó cái Phú Quốc để làm giống sinh sản nha các bạn. Xem video clip của Hùng mà thấy vui, thấy hữu ích thì các bạn có thể ủng hộ Hùng bằng cách là đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để khi mà Hùng ra những cái video clip tiếp theo chia sẻ về những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm về con chó Phú Quốc của Hùng tới các bạn thì các bạn có thể nhận được ngay. Rồi, đây là hai cái con chó mà Phú Quốc cái màu vàng, mà hai cái con này Hùng cũng rất là tâm huyết mà cũng nuôi nó từ ngày bé. Đấy. Nuôi từ ngày ngày bé mà khi mà nó sinh ra thì Hùng cũng tự đỡ lẻ cho nó luôn. Và Hùng nuôi nó từ bé lớn lên cũng chăm bẵm rồi. Bây giờ nó lớn lên con này thì đẻ được hai lứa rồi. Còn con này thì đẻ được lứa đầu. Đấy. Con này là con cháu và con gì. Đấy, đây con cháu, đây là con gì. Nhá. Trông thì nó cũng hao hao giống nhau. Đây thì hai cái con này thì là hai cái con chó mà Hùng cũng lựa chọn từ ngày bé rồi. Đấy, như vừa rồi Hùng cũng giới thiệu qua các bạn là trong cái video clip này thì Hùng cũng muốn chia sẻ những cái kiến thức, cũng như những kinh nghiệm, một chút những kinh nghiệm của Hùng về cách chọn một con chó Phú Quốc cái để cho nó sinh sản đấy. Những cái bạn mà chuyên môn mà làm trại hoặc là chuyên môn nuôi chó Phú Quốc sinh sản thì chắc là cũng có kinh nghiệm về chọn những con chó cái để làm giống sinh sản rồi. Và thấy trong cái video clip này mà thấy Hùng chia sẻ mà có những cái gì mà chưa đầy đủ thì các bạn có thể là đóng góp bổ sung cho nhiều những cái bạn mà chưa có kinh nghiệm hoặc chưa biết thì các bạn có thể là tham khảo. Thì để mà cách chọn một cái con chó cái để mà sau cho nó sinh sản đấy, mà cho nó khỏe mạnh đấy, nghe thì rất đơn giản thôi nhưng mà nó cũng cả một quá trình đấy. Những cái con này tôi chọn ngay từ ngày bé rồi ấy, con nào mà mình đã tính toán ở trong đầu ấy, đợt này cái lứa này là mình sẽ chọn ra một hoặc hai con cái để làm giống sinh sản đấy, thì mình sẽ nhắm vào những cái con nào mà trong cái đàn đấy nó khỏe mạnh nhất đấy, và mình phải theo dõi nó khỏe mạnh nhất và nó phải là thông minh nhất. Tại vì những con bé mình cũng không biết nào con nào thông minh đâu, nhưng mà khi mình đã sâu sát với nó từ lúc nó đẻ ra, mình đỡ đẻ cho nó thì mình sẽ biết con nào là những con thông minh và con nào là những con khỏe mạnh. Những con thông minh là như nào ấy, các bạn có thể là chưa nuôi chó thì các bạn không biết được. Tôi đã nuôi chó sinh sản cũng là tương đối nhiều rồi. Những con nào vừa đẻ ra chỉ hôm trước hôm sau hoặc thậm chí vừa đẻ ra mình đã biết con nào là con khỏe mạnh rồi. Đấy. Còn và thông minh. Đảm bảo thông minh thì ngày qua một ngày đầu đến ngày thứ hai là mình cũng đã tương đối biết được con nào là những con nhanh nhẹn và những con khôn ngoan thông minh rồi. Vì sao? Vì những cái con chó mà nhanh nhẹn, khỏe mạnh, khôn ngoan, thông minh ấy thì bao giờ nó cũng chọn những cái tí mẹ nó, những cái tí ngon nhất nó bú, mặc dù nó chưa mở mắt đâu, nó chưa biết đâu, nhưng mà do cái bản năng của nó đấy, cái bản năng của nó rất là khôn, nó đã cứ khi nào mà đến mẹ nó vào ấy là nó đã lần đúng cái tí rất là nhanh, nó nhanh nhất đàn luôn, và nó lần đúng cái tí nó bú đúng cái tí đấy, cái tí rất là ngon, nhất là nhiều sữa đấy, là những con chó khôn ngoan đấy. Khi mà trong quá trình mình nuôi ấy thì bắt đầu nó lớn lên mình lại sàng lọc một lần nữa đấy, nó lớn lên là được lúc 20 ngày, những đến lúc 1 tháng, đến lúc 2 tháng mình vẫn thấy nó phát triển tốt, vẫn thấy phát triển đều và nó vẫn có cái sự thông minh đột phá trong cái đàn con ấy. Đấy, thì mình sẽ cân nhắc là chọn cái con chó cái đấy để làm cái hậu duệ để sinh sản sau này. Và cái tiêu chí thứ hai nữa là gì? Là các bạn có thể là các bạn theo cái sở thích của các bạn.
các bạn có thể là tiêu chí là các bạn thích con màu vẹn, đấy là sở thích, hoặc là các bạn thích con màu vàng, hoặc là các bạn thích con màu đen, đúng không? Đấy thì đấy là tiêu chí thứ hai, là tiêu chí về sở thích. Đấy, còn tiêu chí thứ ba, cái này là rất quan trọng nhá, cái kia là chỉ là sở thích thôi, cái tiêu chí thứ hai chỉ là sở thích thôi, còn tiêu chí thứ ba ấy, thì cũng như kinh nghiệm của tôi, cũng là cái kinh nghiệm của những cái anh em mà nuôi chó sinh sản là có kinh nghiệm rồi ấy, thì là muốn chọn một con chó cái là sinh sản làm hậu duệ, sinh sản sau này, thì mình phải xét đến đời thứ ba, có nghĩa là đời ông bà nó nhé. Ví dụ chẳng hạn như là đời ông bà nó là những cái con chó mà khỏe mạnh, trước mắt là phải nghĩ đến khỏe mạnh đã. Tôi nói chưa nói đến cái gì, mình phải xét về cái khỏe mạnh đã. Con chó ông, chó bà, ông bà nội, ông bà ngoại là phải khỏe mạnh đã, và cũng phải tương đối là đẹp. Đấy, nếu mà được những cái con chó mà nó đã có những cái giải nhất định trong cái cuộc thi thì càng tốt, còn nếu mà không có thì thôi, mình phải biết là cái nguồn gốc ông bà nó là khỏe mạnh đấy, và cũng hình thức cũng phải là tương đối là đẹp theo cái tiêu chuẩn của con chó Phú Quốc. Cái thứ hai nữa là đến đời bố mẹ ông bà, xong đến bố mẹ, mà đến bố mẹ nó thì cũng phải là khỏe mạnh. Hai con chó bố cho mẹ là cũng phải là khỏe mạnh, và nếu mà nó lại có những cái thành tích trong các cuộc thi nữa thì càng đẹp, còn không có thì cũng không sao cả, tại vì tiêu chí của mình là chọn một con chó cái sinh sản nó khỏe mạnh, và nó cũng phải tương đối là ổn theo cái bản tiêu chuẩn của con chó Phú Quốc. Đấy, tôi đang nói về cái vấn đề đấy. Đấy, vấn đề thứ ba là quan trọng nhất. Thì đến cái đời mà cái con chó con của mình, con chó cái con ấy, mình chọn làm cái hậu duệ để sinh sản, hoặc là có thể là các bạn có ý định nuôi một con chó để cho nó sinh sản ấy, thì các bạn nên là tìm đến những cái cơ sở mà chạy chó uy tín, hoặc là những anh em nào nuôi chó mà mình phải biết, quen biết. Đấy, mình phải nắm được con chó ông, chó bà, chó bố, chó mẹ, thì mình phải kết hợp với là thực tế mình đến mình xem cái con chó. Có thể là cái ông bà thì mình không xem được, có thể là nhiều lúc là ông bà của nó lại do người khác sở hữu cơ đấy, do nhưng mà tôi đang nói là chỗ phải chỗ anh em, và cũng là phải quen biết, cũng là phải chỗ tin tưởng, và những cái cơ sở mà nhân giống chó Phú Quốc là phải tin tưởng đảm bảo. Đấy, thì mình cũng hỏi về cái nguồn gốc của con chó, và mình phải xem con chó, nếu mà trong cái cơ sở đấy nó có ông bà, có bố mẹ mình xem được là đẹp nhất. Đấy, mình xem được con chó bố chó mẹ nó khỏe mạnh, con chó ông chó bà khỏe mạnh và tương đối là đẹp. Và cũng nếu mà kỹ hơn thì các bạn muốn con chó bố chó mẹ nó có đạt được những cái thành tích nhất định trong các cuộc thi không. Đấy, tôi đang nói sâu hơn một chút nhé. Tự vì là con chó mà nó đi thi đã được giải rồi ấy, là do giám khảo ta chấm rồi theo bản tiêu chuẩn của chó Phú Quốc, là cái gì, là thứ nhất là mặt mũi con chó là phải là đặc trưng. Đấy, mặt mũi con chó phải đặc trưng con chó Phú Quốc. Cái thứ hai nữa là khung xương con chó là phải tốt. Đấy, khung xương thì các bạn có thể là nói như thế các bạn hơi mơ hồ một chút, nhưng mà tôi đang nói dựa vào những cái thành tích của các con chó bố cho mẹ mà nó được cái giải nào đó, nhất định nào đó, thì các bạn cứ dựa vào đấy thôi. Khi đã đạt được cái giải nhất định rồi là nó, con chó nó đã đạt được những cái tiêu chí rất là tốt rồi. Đấy, thứ nhất là đấy, chẳng hạn như được giải thì trước mắt là cái khuôn mặt nó phải đẹp, đặc trưng cho Phú Quốc. Cái thứ hai nữa là cái khung xương nó phải chắc chắn, nó phải khỏe mạnh. Đấy, khung xương xương tốt cũng phải là đạt chuẩn cái tiêu chuẩn con chó Phú Quốc. Cái thứ ba là cái thần kinh. Đấy, cái thần kinh của con chó rất là quan trọng. Đấy, các bạn cứ thử nghĩ, mình nuôi một con chó nó nhút nhát là một này, cái mặt mũi của nó không đặc trưng con chó Phú Quốc là hai này, và cái khung xương của nó cũng không đặc trưng con chó Phú Quốc, mà cái khung xương của nó lại yếu, hoặc là nó không đúng chuẩn con chó Phú Quốc, thì sau này nó sinh sản ra cái đàn con của nó cũng thế thôi. Đấy, cho nên muốn một cái con chó con mà đạt chuẩn, thứ nhất là đạt chuẩn thì ông bà nội ngoại bố mẹ cũng phải chuẩn, và muốn chọn một cái con chó cái con để làm hậu duệ, để làm giống sinh sản sau này, thì mình phải chọn những cái tiêu chí là con chó con đó là nó phải được sinh ra từ ông bà nội ngoại khỏe mạnh, bố mẹ
phải khỏe mạnh và cũng phải chẳng hạn như là có một chút thành tích nào đó nhất định thì càng tốt. Đấy, thì khi mà mình nuôi một con chó thần kinh nó tốt, nó thân thiện với tất cả mọi người, đấy là tiêu chí mình nuôi con chó cảnh mà, nó thân thiện với tất cả mọi người, nó không có sợ một cái gì hết, thì là con chó đấy là đã đạt chuẩn, mà mình nuôi con chó nó rất là dễ chịu. Còn cái con chó Phú Quốc nó trông nhà rất là tốt, mình không cần nó phải nó dữ dội quá, không cần nó phải cắn người, mà nó chỉ cần là nó thấy người lạ đi qua nó cắn, nó báo cho mình thôi, thế thôi. Còn đâu là nó phải thân thiện mê con người. Như chẳng hạn như tôi, những con chó này nó bình thường mà tôi không có mặt ở đây, con người đi qua đứng ở cửa ấy là nó cắn và nó vào, còn như kiểu nó gọi chủ ấy. Đấy, nó cắn nó gâu, nó như kiểu nó gọi chủ. Mà khi tôi đã ra mà tôi nói chuyện với một người khách ấy, hoặc là tôi mở cửa ra là con chó bọn này là nó không gâu, không cắn nữa. Đấy, thần kinh nó rất là tốt. Đấy, cho nên vì sao phải chọn những cái thần kinh, những con chó nó phải tốt là như thế. Cho nên là phải một đàn chó con khỏe mạnh và đàn chó con nó thần kinh nó tốt, mình nuôi nó rất là dễ chịu. Đấy, cái thứ ba nữa mà khi đến đời chúng nó ấy, mà mình chọn mình vào cả một đàn chó con người ta như này, ví dụ thế, của các bạn bè của mình nó có rồi thì vào những cái cơ sở người ta nhân giống chó người ta bán, đúng không, thì mình vào mình xem một cái đàn chó đó, mình phải tìm hiểu xem là cái đàn chó con này là bố mẹ nào đẻ ra và ông bà nó ra làm sao, đúng. Sau đó mình nhìn vào đàn chó mình mới chọn lựa con nào mà cảm thấy nó nhanh nhẹn nhất và nó thân thiện nhất, đúng không? Nói như thế cũng rất là mơ hồ. Các bạn cứ vào một đàn chó các bạn sẽ nhìn thấy ngay, nhìn con nào nó nhanh nhẹn nhất là nó ra nó mừng, nó thấy người nó ra nó mừng, con chó con mà nó thấy người nó rất mừng, nó ra nó vẫy đuôi và nó mặt mũi nó khôn ngoan. Đấy, nó ra nó vẫy đuôi mặt mũi nó khôn ngoan, nó mừng. Cái thứ hai nữa là mình đánh giá là khi mà thấy người lạ đến mà xem nó ra nó mừng con, hoặc mặt mũi nó tươi tỉnh, nó ra nó mừng, đấy là con chó thần kinh cực kỳ tốt luôn nhá. Thần kinh cực tốt các bạn, đấy là cái kinh nghiệm của tôi, chút kinh nghiệm tôi cũng chia sẻ cho các bạn. Đấy, các bạn nên chấm vào những con chó đấy để các bạn là nếu có ý định nuôi một con chó cái mà sinh sản đấy, thì các bạn nên chọn những cái tiêu chí như thế, nó bố mẹ sẽ thể hiện ra cái đàn con nhá, không 100% phải 80-90%. Đấy, cho nên là trong cái video clip này ấy, mà tôi cũng nuôi nhiều chó cái đẻ rồi thì tôi cũng đúc kết được ra một chút kinh nghiệm để chia sẻ cho các bạn. Tôi, ngay bản thân tôi mà muốn đẻ con chó cái nào mà để sau này cho nó ý định để làm sinh sản ấy, thì tôi cũng chọn con chó nào mà nhanh nhẹn, khỏe mạnh và thân thiện. Đấy, cho nên các bạn mà nuôi chó Phú Quốc mà các bạn muốn chọn con chó cái để sinh sản ấy, cũng nên là chọn cái tiêu chí như vừa ấy tôi chia sẻ đấy. Đấy là tôi đúc kết kinh nghiệm của cái nhiều năm tôi nuôi con chó Phú Quốc này ra, và tôi cũng học hỏi của những người đi trước. Các bạn mà xem video clip mà thấy hay, thấy hữu ích thì các bạn có thể ủng hộ tôi bằng cách là đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để các bạn nhận được ngay những video tiếp theo tôi chia sẻ về con chó Phú Quốc nhá. Và cái video clip sau thì tôi cũng hứa với các bạn là tôi chia sẻ cho các bạn là cách chăm một con chó Phú Quốc cái trước khi phối giống và trong lúc đang có bầu nhé. Và video clip cũng tương đối là dài rồi thì tôi cũng xin kết thúc video ở đây, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Và xin chào.